những loại thực phẩm sau đây rất quen thuộc và bổ dưỡng, nhưng nếu ăn không đúng cách thì hậu quả mà chúng mang lại cũng khôn lường. Mời quý vị cùng theo dõi. Cà chua xanh. Cà chua xanh có chứa chất độc solanin, do đó khi ăn cà chua xanh, khoang miệng có cảm giác đắng chát. Sau khi ăn, có thể xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa. Giới khoa học còn cảnh báo, ăn cà chua xanh sống càng nguy hiểm. Dưa muối chưa kỹ. Nếu không biết sử dụng đúng cách thì dưa muối đôi khi lại trở thành thứ gây hại, bởi vì trong một vài ngày đầu muối dưa, vi sinh vật sẽ chuyển hóa nitrat trong các nguyên liệu thành nitrit, làm hàm lượng nitrit tăng cao, độ pH giảm dần, có nghĩa là độ chua tăng dần lên. Ăn dưa ở giai đoạn này thì có vị cay, hăng, hơi đắng vì chưa đạt yêu cầu. Loại dưa này chứa nhiều nitrat, ăn vào rất có hại cho cơ thể. Gừng dập. Gừng tươi là thực phẩm không nên để lâu, bởi sau một vài ngày nó sẽ bị mềm, tóp đi và hỏng dần ở các nhánh nhỏ và các vết cắt. Nếu vì tiếc rẻ mà cố cắt bỏ phần hỏng và dùng tiếp phần nguyên vẹn của củ gừng, thì bạn nên biết rằng, theo một số nghiên cứu cho thấy, do quá trình dập nát cũ hỏng mà bên trong củ gừng đã xảy ra một chất độc hại có tên là shikimon. Chất này nằm trong cả củ gừng chứ không phải chỉ ở phần dập nát nên không thể cắt bỏ hết. Đây là hoạt chất với độc tính rất cao, có thể gây sự biến đổi tế bào gan của một người đang khỏe mạnh, cho dù lượng chất này có thể bị hấp thụ rất ít. Khoai tây mọc mầm. Nếu để lâu, khoai tây sẽ mọc mầm. Khi đó, sẽ sản sinh chất độc solanin, chất này kích thích tương đối mạnh đến niêm mạc dạ dày, ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Nếu ăn khoai tây mọc mầm, có nguy cơ bị đau bụng, ỉa chảy, nôn mửa, thậm chí bị suy hô hấp. Chè bị mốc. Nếu phát hiện chè bị mốc tuyệt đối không được dùng vì nó đã nhiễm penicillin và aspergillus. Nếu uống trà bị mốc, nhẹ cũng cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy. Bắp cải thối. Trong bắp cải thối có chứa nitrit, chất này đóng vai trò trong sự hình thành methemoglobin trong máu người, khiến máu mất các chức năng oxy, làm cho ngộ độc oxy, chóng mặt, đánh trống ngực, nôn mửa, môi tím, nặng có thể gây bất tỉnh, co giật, khó thở, không kịp thời cứu hộ có thể đe dọa đến tính mạng. Trứng gà sống. Lòng trắng trứng gà sống khi ăn vào cơ thể rất khó hấp thu. Trong trứng gà sống có các chất làm cản trở sự hấp thu dinh dưỡng cơ thể và phá hoại công năng tiêu hóa của tụy tạng. Ngoài ra, ăn trứng gà sống rất mất vệ sinh, dễ đưa các vi khuẩn vào cơ thể, gây bệnh. Bí ngô để lâu. Bí ngô hay còn gọi là bí đỏ, chứa hàm lượng đường cao. Hơn nữa, do lưu trữ thời gian dài khiến bên trong bí ngô xảy ra quá trình hô hấp, kỵ khí, lên men và biến chất. Vì vậy, khi ăn sẽ gây nguy hiểm tới sức khỏe. Mộc nhĩ tươi. Mộc nhĩ hay còn gọi là nấm mèo, thường mọc trên cây gỗ mục, ẩm ướt, hình dáng giống cái tai người nên người ta gọi là mộc nhĩ. Mộc nhĩ tươi chứa chất nhạy cảm với ánh sáng, chất popilin. Sau khi ăn, với sự chiếu rọi của ánh nắng mặt trời, chúng ta rất dễ bị viêm da, xuất hiện trạng thái ngứa, chứng phù thủng, đau nhức, có người bị phù nề thanh quản sẽ gây nên tình trạng khó thở. Vì vậy, chỉ ăn mộc nhĩ khô ngâm trong nước nấu lên thì mới thật an toàn. Rau cải nấu chín để qua đêm. Trong rau cải chứa nhiều chất nitrat, nếu chúng ta đã nấu chín và để qua đêm, do tác dụng của vi khuẩn, muối nitrat chuyển thành muối nitrit. Sau khi ăn, có thể làm cho tổ chức trong cơ thể thiếu oxy, xuất hiện triệu chứng trúng độc, đau đầu, chóng mặt, nôn mửa. Ngoài ra, chất nitrit có nguy cơ cao gây ung thư đường ruột.